thể theo nguyện vọng của nhân dân trong xã. Cứ vào ngày 15 tháng 5 âm lịch hàng năm thì địa phương xã Hậu lại tổ chức lễ hội thi thổi diều truyền thống. Đây là nét đẹp văn hóa truyền thống của địa phương. Thông qua việc tổ chức lễ hội để nhân dân trong xã được nghỉ ngơi, vui chơi, giải trí sau những ngày lao động vất vả. Và quy mô tổ chức lễ hội của địa phương xã Hậu năm nay thì chúng tôi đã xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện trong thời gian 2 ngày. Ngày 12 tháng 6 năm 2022, buổi sáng, ban chỉ đạo tổ chức lễ hội tổ chức cho các vận động viên, các câu lạc bộ tham gia thi đấu các môn thể thao như thi đấu môn bóng chuyền hơi, thi đấu môn cờ tướng, thi đấu môn cầu lông. Đây là cái nét đẹp văn hóa truyền thống của quê hương được gìn giữ qua nhiều đời nay. Thế và cứ mỗi mùa thu hoạch vụ lúa chiêm xuân thì ông cha ta từ ngày xưa đã có cái phong tục là thả diều truyền thống. Thế và về phía địa phương thì chúng tôi cố gắng duy trì bảo tồn nét đẹp văn hóa truyền thống này. Tôi 87 tuổi rồi nhưng tôi cũng tham gia, tôi làm. Thế tôi nhận thấy những cái này là cái nghĩa là rất có ích và có ích vừa cho bản thân tôi là già rồi thì mình làm như thế này thì một mặt nó nữa là vừa vui, vừa khỏe, thế này lại vừa tham gia vào trong phong trào lễ hội của xã thì coi như vậy nó đã phấn khởi. Thế vì chỉ thế nên là tôi năm nào tôi cũng làm. Năm nay là tôi làm một mình tôi làm 5 chiếc. Đây cái lên cao nhất, cái cao nhất và đẹp nhất kia là của tôi. Nếu nói lên làm cái này thì tuy trông nó thế nhưng mà nó rất là phức tạp bởi vì là khi vót nó phải công phu lắm. Anh vót tỉ mỉ coi vậy chỉ hơi nạo một tí coi như vậy anh bào thôi chứ còn vót mà nếu nó hơi vấp vào một tí là nó đẹp vào là đâm hỏng. Thế cái mà cái một cái hai là làm như thế này nó phải có cái là khi nó lên trên này nó phải ăn bằng này. Nó phải thượng này, nó lại phải im này. Đấy, thế cuối cùng là phải có cái cũng là khó đấy. Nhưng mà cái cách thức của chúng tôi làm từ đến giờ thì nói chung là vẫn cứ làm được, mà vẫn cứ lấy được. Sau khi mà dịch Covid-19, 2 năm, năm 2020-2021 thì xã Hòa Hậu chúng tôi tạm ngừng cái lễ hội thả diều truyền thống theo cái quy định của trên. Thế năm nay thì sau khi đã đẩy lùi dịch bệnh, thích ứng linh hoạt với việc của chống dịch, phòng chống dịch và vừa chống dịch vừa sản xuất vừa duy trì được các cái lễ hội của địa phương thì chúng tôi thấy là nhân dân rất phấn khởi. Mặc dù là 2 năm đã ngưng lại nhưng năm nay thì nhân dân lại nô nức để mà tập trung vào cái lễ hội thả diều truyền thống để duy trì mãi mãi về sau.